không ra cái hệ thống gì hết. Ai cũng coi thường tôi, từ người yêu, con cái, cháu chắc. Alo, con không về đâu. Nếu mà ba mẹ không chấp nhận chuyện con sống một mình, độc lập thì con chắc chắn sẽ không về đâu. Ơ, anh ơi. Gì em? Anh làm dây đồ này. Trời. Cảm ơn em nhiều nha. Nhẫn cầu hôn của anh. Dạ. Vợ sắp cưới anh mà biết anh là mất, chắc là bỏ anh luôn quá. Có gì đâu anh, chuyện tốt phải làm mà. Em đúng là một người đàn ông tốt. Để cảm ơn em, em cho anh xin ôm em một cái nha. À, thôi anh ơi, mình đàn ông mà. Thôi, không cần đâu anh. Anh biết anh cũng đàn ông mà. Thì đàn ông là ôm nhau là thể hiện sự cảm ơn dành cho nhau thôi. Nha nha, cảm ơn em. Anh cướp. Làm gì vậy? Ta làm gì đâu? Thì cảm ơn nhau, ôm nhau một cái thôi, sao ghê vậy? Ôi, mà la ăn cướp là sao? Nè, muốn ôm tôi nè. Thì ghê. Ủa, mà nhìn tôi ghê dữ lắm hả trời? Nè, điện thoại rớt nè. Ôi. Hỏng mất rồi. Thành phải không? Thành con xếp công nè, đúng rồi. Đi đâu đây? Ủa, chú Tùng. Ừ, chú Tùng nè. Đi đâu vậy? Trời đất ơi, ta nói đi ra ngoài đường mà coi coi đeo đoàn rồi đấy. Tụi nó bây giờ vàng cảnh móc túi dữ lắm nha con. Cẩn thận. Nghe chú hỏi nè, con đi đâu vậy? Chú có tiền không? Sáng giờ con chưa ăn gì hết á. Trời đất ơi, vậy là bỏ nhà đi hả con? Không được rồi, phải điện thoại cho ba con mới được. Chú ơi, thôi được. Chú ơi, lần này con phải làm lớn chuyện lên. Nếu không thì ba con không cho con ra ngoài tự lập đâu. Tôi đừng gọi cho ba con. Làm lớn chuyện cái gì con, làm cái kiểu này là cha mẹ con lo. Làm lớn chuyện rồi sao không đốt nhà luôn đi. Thật ra là con đã tìm được việc ở gần đây rồi. Tìm việc luôn rồi. Ăn ở đâu, ngủ ở đâu? Con đi có vài ngày à, con không đi lâu đâu. Con chỉ muốn hù ba con thôi. Rồi mọi chuyện đâu vào đấy, con sẽ lại về nhà. Chú đừng nói ba con nha. Con phải chứng minh như ba con thấy. Con lớn rồi, con có thể làm được tất cả mọi thứ. Con sẽ tự lập được. Chú tin con á. Chú tin rồi đó. Con làm sao cho ba má con tin con kìa. Cảm ơn chú. Giúp vốn đó, thời gian đầu còn túng thiếu, thường đi bụi đời eo hẹp lắm. Con cảm ơn chú nhiều. Cho mượn đó, chứ cảm ơn gì, đâu có cho luôn đâu. Con chắc chắn sẽ trả lại chú cái 1 triệu này. Ở nhà nhức đầu, ra ngoài đây nghe mấy con quỷ ve kêu nhức đầu hơn nữa. Chú, con có nghe về chuyện gia đình chú thôi. Nhà chú cũng mệt mỏi lắm. Suốt ngày cứ vòng vòng với mấy đứa con từ trên trời rơi xuống. Không sao chú ạ. Mình là đàn ông mà. Phải mạnh mẽ lên. Chú sẽ vượt qua được. Trời ơi. Phải anh Thành tôi biết không đây? Sao bữa nay người lớn vậy? Phải người lớn chứ chú. Trẻ vị thành niên bây giờ nhiều khi còn sâu sắc hơn người lớn đó chú. Mà bao giờ mà chú cảm thấy là cần người tâm sự ấy, chú cứ gọi con, lúc nào con nghe máy được hết đó. Ăn đi. Thằng bé này con của sếp mà tính tình giống mình dễ sợ. Hồi còn trẻ mình cũng y như nó. Good morning cả nhà.
Ăn đi anh. Ôi, ăn cái gì mà ngon quá vậy? Rồi, cả nhà mình cùng ăn sáng đi nào. Hít vào và cười thật tươi. Gì vậy? Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Sao bên đây ba bị gì vậy ba? Bình thường, vui vẻ. Sáng sớm mình phải tràn đầy năng lượng con à. Ăn sáng đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ủa anh, sao dạo này em thấy anh hay đi quá à? Với lại sao em nhắn tin mà ít thấy anh trả lời quá vậy? Điện thoại anh hết pin. Mà anh á thì bên em theo cuộc sạc pin. Đôi khi mình rời xa điện thoại cũng tốt, mình relax rất là nhiều mà. Đã lắm, sướng, đầu thoải mái. Anh, cái chuyện hôm bữa của em... Cho anh chút. Dễ gì qua mặt được tôi nè. Không hơn thua nhau nha. Ba, con muốn dọn ra ngủ phòng riêng. Dọn ra ngủ phòng riêng. Ok, thì dọn ngủ phòng riêng thôi. Nhà mình nhiều phòng mà con. Vui vẻ là được. Thiệt ba? Thiệt. Ôi là la, thiệt bà thứ 6 nha. Chứ bà tưởng tôi cũng muốn ngủ với bà em hả? Mơ đi ha. Chú Tùng, con không muốn ở chung với con nhỏ. Khó ưa này. Vậy thì con cứ dọn ra ở phòng riêng. Chú ok hết. Vui vẻ là chính. Buổi sáng phải vui vẻ, trang gặp năng lượng tốt tụi con. Nào, ăn nào, vừa ăn vừa cười nào. Đồ ngốc nghếch, đồ ngốc nghếch, đồ ngốc nghếch. Nghe lén điện thoại khá là không lịch sự nha. Alo, sao giờ mới gọi? Biết tôi chờ dữ lắm không? Sao dạo này chú Tùng lạ quá à? Nãy giờ còn dễ tính hơn bình thường nữa. Phải gọi là dễ tính hơn quy định luôn. Chị cũng thấy là lạ. Có gì đâu mà lạ. Thấy dễ hiểu mà. Người ta có ẩn tình nên người ta mới vui vẻ ra mặt vậy thôi. Vậy em cũng không hiểu nữa. Được ở riêng rồi. Ôi là la. Con nhỏ khó ưa này. Nói ra câu nào khó ưa câu đó. Mà nghĩ cũng phải ha. Chị Vi, có khi nào chú Tùng có bầu nhí không? Cái gì? Có bầu nhí hả? Trời ơi, chị nói nhỏ nhỏ thôi. Chú Tùng mà nghe được, có khi em bị đuổi về nước sạch luôn á. Là chị mất đồng minh đó. Hèn chi, dạo này chú Tùng kỳ lắm. Hay có những tin nhắn, những cuộc gọi bất thường mà lại giấu chị nữa chứ. Đàn ông đúng là tệ bạc mà. Chị Vi, em hứa em sẽ cùng chị bắt tận tay, dai tận mặt. Thành. À, chú. Trời ơi, con làm cái gì mà chú nhắn tin con không trả lời vậy Thành? Con đang trong ca làm. Ca làm con phải lén lén con nhắn tin trả lời chú chứ. Này, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, rủ rê nhân viên tôi làm gì? Biết một tiếng tôi phải trả tiền nó biết bao nhiêu tiền không? 1 triệu cho 2 tiếng được không? 3 tiếng luôn cũng được, nói chuyện thoải mái. Làm sao vậy? Làm sao nhắn tin vừa trả lời? Trời ơi, bây giờ tâm tư nguyện vọng của chú chỉ có con tư vấn được thôi à. Con có biết là thời gian nhắn tin với con hả? Chú nói thiệt, chú đã thông tư tưởng rất là nhiều luôn á. Chú cảm giác giống như là mày lớn hơn chú luôn á Thành. Con đâu dám chú. Thôi, nói chứ mai mốt chú nhắn gì nhớ nhắn lại cho chú nha. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn những lời động viên, những lời tư vấn của con rất nhiều luôn. Người bạn tri kỷ, người bạn tốt của chú. Ngu ra. Ủa cái gì vậy? Trời, anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Giữa ban ngày ba mặt anh ôm trai đi trong quán cà phê vậy đó hả? Chị lộn rồi. Bỏ ra coi. Anh lớn tuổi rồi, anh phải coi lại anh đi chứ. Nè, ăn nói đàng hoàng cho anh nhìn đi. Anh, ngước mặt lên, nhìn có ai. Ủa, Thành đó cưng. Chứ ai? Con của sếp. Con xếp công đó. Ủa sao tự nhiên hai người... Hai người cái gì? Nó giận ba mẹ nó bỏ nhà nó đi. Nó muốn chứng minh cho ba mẹ nó thấy là nó tự lập được. Anh là người chứng kiến cảnh đó. Nó kêu anh giữ bí mật. Mình lớn mà mình hứa nó giữ bí mật là mình phải giữ bí mật chứ. Cho nên anh mới là mỗi lần nhắn tin cho nó lén lén đút đút. Giấu em là vậy đó.
Anh kỳ ghê á. Thì có gì cũng phải nói với em tiếng chứ. Em thấy anh lén lén lúc lúc hoài, em tưởng anh ngoại tình với con nào. Tù lao. Anh nói cho em nghe, rồi em buồn buồn tâm sự với lại anh Việt Thi đó. Em nhịn Việt Thi đi. Nói mà biết một cái là cả sớm biết. Chú, nó không đau lòng chú. Con kính miệng lắm chú bộ. Con chú đăng lên Facebook rồi ạ. Giỡn á, giỡn. Giờ này giỡn hả? Hả? Rồi hai người lên đây ha, rình mò tôi ha, làm sùm dời đất hết. Nhìn đi, quán cà phê người ta nhìn bên kia. Trẻ con vừa thôi. Em xin lỗi. Chú Tùng, chú Tùng. Ê! Chị Viên. Ờ, Thành, chị xin lỗi nha. Không sao đâu, nhưng mà chú Tùng kìa. Chị biết là dạo này chú đang rất áp lực không? Mà đàn ông khi áp lực mà không được giải tỏa thì như là quả bom đổ chậm vậy. Em nghĩ là chỉ nên thử một lần thôi. Mở lòng mình ra để xem chú đang nghĩ gì. Lần trước chú có nhắn tin cho em. Chú nói là hình như dạo này chị không hiểu chú.